Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức giải trí DNews và ngay sau đây, hãy cùng chúng mình điểm qua những thông tin hot nhất trong ngày. Sự trở lại của thánh quỷ tiền Bella với những chiêu bài quen thuộc khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ. Bella tên thật là Đoàn Thúy Hà, sinh năm 1986, quê ở Hải Dương. Cô gái này từng nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng loạt thành tích quỷ tiền từ nhà nghỉ, ăn uống đến taxi. Rất nhiều lần quỷ tiền khiến cụm từ này gắn liền với thương hiệu của hot girl Bella. Mỗi lần bị cô gái này quỷ tiền, mọi người lại ngán ngẩm, thậm chí lắc đầu cho qua vì không muốn đôi co mất thời gian. Dù tiếng ác đồn xa, song thời gian qua vẫn có vô số người tiếp tục trở thành nạn nhân bị Bella quỷ tiền. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh Bella tiếp tục chiêu trò quỷ tiền tài xế taxi tại quốc lộ 39, đoạn nối liền hai tỉnh Hưng Yên, Thái Bình đã gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Trong đoạn clip ghi lại những gì mà tài xế taxi bức xúc khi gặp phải hot girl Bella. Bây giờ anh chờ ai, vay ai? Lý do vì sao người ta cho em vay, anh không biết, anh chở em đến đây rồi, em đừng bắt anh phải chờ nữa. Vợ con anh đang ở nhà chờ anh, đói kém lắm, anh không muốn cãi nhau với em đâu nhé. Trong khi đó thì hot girl Bella quả quyết rằng sẽ vay tiền của những xe nào đi qua đây. Bella chạy ngay ra chỗ một chú bảo vệ để trả cho anh lái taxi. Tuy nhiên anh taxi bảo, chú đừng cho vay, lý do gì chú phải cho em vay. Bella tiếp lời, em vay xong về nhà em trả, thế thôi, đồ của em ở đây em phải đi chờ xe, thế bây giờ anh bảo em trả tiền anh để anh về. Sau khi người lái xe taxi đòi tiền, Bella liền đi loanh quanh rồi lôi ví ra không có một đồng tiền nào và nói: anh xem ví em này, em có tiền em đã trả cho anh rồi, có 40k sao phải kẹt xỉn với anh đâu. Sau khi được đăng tải trên một page lớn, đoạn clip đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem với vô số bình luận. Phần đông cư dân mạng đều đồng cảm với bác tài xế vì làm ơn mà mắc oán và bức xúc vì thái độ chơi chẽn của Bella. Tài khoản Nguyễn Lê Minh Dương bình luận: tội nghiệp bác tài xế, chắc không thường xuyên lên mạng nên không biết tiếng tăm của cô này để hôm nay bị ăn quỳ trắng trợn. Coi như bài học của bác tài xế, lần sau mà gặp thì né ngay lập tức. Nickname Định Văn bình luận: lâu rồi không thấy xuất hiện, tưởng đâu thánh này đã cải tà quy chính, ai dè trở lại vẫn trò cũ dích. Cứ đưa lên thẳng công an để họ giải quyết, sức đâu mà nói nhiều với thể loại người này. Các bạn thấy sao về những thông tin vừa rồi? Hãy chia sẻ để DNews cùng biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.